Xin chào mọi người, mình là Dần, hiện là sinh sống tại Ehleu Đắk Lắk. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 72 cái dòng sản phẩm của công ty Chilat Việt Nam nhé. Công ty Chilat này, đấy là cái sản phẩm CPPU KT30 cộng với lại GA4 cộng 7. Đối tượng sử dụng là mình sử dụng những cái bơ này. Đây là cái giống bơ tứ quý da xanh. Sau 2 lần sử dụng mình cảm thấy là cái trái bơ nó lớn nhanh, da bóng sáng, trái rất là đồng đều nhá. Trái chi chít trái luôn. Cũng xin giới thiệu cho các bạn nha. Một cái giống bơ nữa là cái giống bơ 034 được trồng trên đất Ehleu nhé. Đây là bơ bút này. Mình dùng cái sản phẩm này CPPU KT30 với lại G47 cho hai cái sản phẩm này. Cho hai cái giống bơ, giống bơ tứ quý và giống bơ 034, trái chi chít, trái sai đồng đều, trái mẫu mã đồng đều, da bóng hơi cao đây này, rất nhiều trái các bạn. Qua đây thì cũng rất cảm ơn công ty Chilat Việt Nam đã hỗ trợ cái sản phẩm để mình làm ra cái vườn bơ sai trái mà đẹp như này. Mình quay cho các bạn xem. Nó sai muốn gãy cành. Trái to đẹp đồng đều. Hai trăm ký, bình quân 200 ký.